Vít unboxing trước khi vào viện của Phương Linh. Vẫn như thói quen là mình sẽ nâng lên những cái món đồ mình unboxing ngày hôm nay nhá. Và hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với đi xem nhỏ bé nhỏ của mình. Và mình tên là Phương Linh. Người như thường lệ thì hôm nay sẽ là một unboxing đồ trên Shopee. Và cụ thể hôm nay thì mình sẽ unboxing cho mọi người rất rất nhiều những cái món đồ vừa đi học, vừa đi chơi, đi biển các thứ đều rất là ok. Và đặc biệt là gì, những cái món đồ trong ngày hôm nay không món đồ nào trên 150.000 đâu, thậm chí là 50.000, 60.000 cũng có hết nha. Và mình đảm bảo với mọi người là chất lượng của đồ ngày hôm nay cực kỳ chất lượng, cũng như là form áo, màu sắc các thứ đều rất là xinh. Và ở cuối video thì mình cũng sẽ để cho mọi người một cái voucher giảm giá lên tới 99%, cũng như là sẽ có giảm 20.000 cho đơn từ 0 đồng luôn. Cho nên là mọi người hãy xem đến cuối video để được nhận voucher giảm giá này nha. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ nói phần chiếc vải của cái em áo này. Thì mình đây là một chiếc vải sơ mi cũng khá là mát và nó cũng vô cùng đúng form nữa. Cái phần cổ áo của nó siêu siêu đúng form luôn. Mình chưa có cái em áo sơ mi nào mà sát nách rồi chít eo nữa. Cái em áo này nói chung là cái thiết kế của nó khá là độc lạ ấy. Mọi người sẽ là kiểu sơ mi cổ yếm và ở phần eo thì nó cũng sẽ có một độ chít eo nữa, cho nên là mặc vào thì nó sẽ rất là tôn lên những cái đường nét trong cơ thể, ví dụ là tôn lên xương quai xanh này, tôn lên vai này, xong lại còn tôn lên cả phần eo nữa. Thêm vào nữa là cái màu sắc này mọi người nhìn không, trắng này, đen này, hồng này, hồng nhạt này, nói chung là cái concept, cái phối màu này khá là xinh và nó không hề bị quê đâu nha. Không những cái em áo yếm như này mọi người mặc với chân váy đen cũng được, hoặc mọi người mặc với quần bó các thứ đều rất là ok. Mình recommend mọi người nên mua cái em áo này tại vì nó sẽ làm cho cái bộ office của mọi người nó đẹp hơn, trông nó hút mắt người nhìn hơn, trông nó thời thượng hơn, cũng như là làm cho cái gu style ăn mặc của mọi người nó kiểu nó level up lên một tí. Kết hợp với cái em áo sơ mi này thì mình cũng có mua ở đây một cái em chân váy hồng nữa. Thật ra thì ở đây của em nó là một set nha mọi người, và cái màu sắc này cực kỳ tôn da nữa. Cái em chân váy này của nó là một cái chân váy cặp chun nha mọi người. Và cái chiều dài của em váy này cũng rơi vào tầm khoảng từ 41 cho đến 42cm. Thì nó sẽ phù hợp hơn cho mọi người để mặc đi học cũng như là đi làm nha. Mình đánh giá không quá cao. Thật ra là so với giá tiền 90.000, tổng khoảng 150, cả cái set này 150 nha. Thì mình thấy cái em chân váy này thật ra là nếu như mà để tách set thì mình sẽ không mua đâu. Tại vì nó đi với set này thì nó phù hợp cho nên mình mới mua thôi. Tại vì ở đây là em nó là chiếc váy cặp chun. Và cái thứ hai nữa là nó không hề có một cái miếng lót, không hề có cái lớp quần bên trong đâu. Nếu như mọi người muốn mặc cái em váy này thì mình recommend mọi người nên mặc một cái em quần bảo hộ bên trong nữa để cho tránh bị lộ hàng nha. Có 3-4 size cho mọi người tha hồ chọn luôn. À và quên nữa, mình cũng có đặt thêm ở đây một cái em chân váy. Và đây là mình đặt là size size gì ta? Và mình đặt ở đây là size S nha mọi người. Mình sẽ dành tặng cái em chân váy này cho bạn nào comment đầu tiên trong video của mình nha. Đó, cho nên là mọi người hãy nhanh tay vào xem video cũng như là comment là em comment đầu tiên. Đấy thì mình sẽ tặng cho người cái em váy hồng siêu siêu xinh và cute này. Sẽ là một cái set đồ cho mọi người mặc đi cà phê cũng được, đi chụp hình các thứ thì rất là ok. Và mọi người mặc đi lại thì nó siêu siêu đẹp và nó thời thượng luôn. Cái em chân váy này thì mình thấy vô cùng bất ngờ luôn nhá. Tại vì mình mua ở trên shop này có giá 100.000 thôi ấy. Và mình thường kiểu đầm lụa các thứ mua ở trên shop khác cũng phải rơi vào tầm khoảng 150 cho đến 180 cơ, thậm chí là hơn 200. Nhưng mà cái đầm lụa 100.000 thì mình thấy cũng khá là ok. Cái thứ nhất là chiếc vải của nó hoàn toàn là một cái chiếc vải lụa vô cùng mềm mịn và mát luôn đây nha. Cái độ nhăn của nó thì có, cho nên là trước khi mặc mọi người nên lào qua một tí gì cho nó đẹp hơn. Và ở đây thì cái phần cặp quần các thứ khóa cài mọi người thấy không, vô cùng cẩn thận và chắc chắn luôn. Nói chung là với giá 100.000 thì mình thấy cái em váy này không có cái gì phải chê cả. Và mình mua ở đây là size S nha mọi người. Đấy, em này thì là chiếc vải dệt kim cho nên mặc vào mùa hè thì nó hơi bị nóng một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì cũng là kiểu đầu tháng 8 rồi, giữa tháng 8 rồi, thì mình nghĩ em mặc những cái em áo như này đây thì nó sẽ phù hợp hơn. Tại vì ở đây thì nó cũng là áo sát nách, khoét ở nách thì nó không quá sâu đâu, nói chung là mặc lên nó vẫn rất là thanh lịch, cũng như là không quá lộ cái phần to của tay kiểu thế. Và ở đằng sau cái điểm nhấn của em nó là chính là cái vạt chéo ở đằng sau như thế này đây nha mọi người, nửa kín nửa hở mọi người. Mọi người mặc bình thường thì nó sẽ siêu siêu kín, nhưng mà nếu như mọi người kiểu lấp ló một chút hoặc là nhìn nghiêng như thế này đấy thì nó sẽ hơi hơi lộ cái phần da thịt ra một tí, trông nó sẽ có phần cuốn hút hơn, cũng như là trong cái bộ office của mọi người nó thời thượng hơn. Mình recommend cho mọi người mua. Nói chung là những cái món đồ ngày hôm nay hầu như mình mua thì mình cũng đã phối đồ và các thứ để cho mọi người dễ mua cũng như là dễ hình dung hơn ý. 1 này, 2 này, 3 này và 4 này. We've been far away from my feet.
cái em quần này mình không nghĩ là xinh như vậy đâu ấy. Mình thấy cái em quần này nó kiểu nhái nhái lại ở những cái shop khác. Nói chung là đây cũng chỉ là hàng may lại thôi, nên là mình cũng đánh giá không quá cao. Nhưng mà thực sự luôn, mình không nghĩ là nó đẹp như vậy luôn ý. Ở đây cặp chung các thứ đều rất là dày dặn và chắc chắn. Thêm vào nữa là nó sẽ có mấy cái hình nơ ở trên quần và sẽ có cái lớp ren. Xinh không, xinh không? Cái em này thì nó sẽ là kiểu dạng hiệu cánh bướm mà. Nói chung là cái ống quần của nó ấy to rộng và nó xòe, nó hơi hếch lên trên cao một tí xíu. Mặc lên thì nó sẽ làm tôn lên cho mọi người vòng 3, cũng như là làm cho cảm giác của cái đùi mọi người nó bé đi một tí. Nói chung là mặc quần ống rộng ấy, quần sau ống rộng thì nó sẽ làm cho chân mọi người dài hơn, cũng như là làm cho cái đùi mọi người bé đi. Cái em áo này thì như mà có giá tầm khoảng 50.000 thì phải. Sẽ là kiểu dạng chéo chéo ở đằng sau lưng ấy, mặc lên nó sẽ điệu hơn và nó cũng sexy hơn. Dưới nó khá là điệu đà, ren rủng các thứ rồi, cho nên là mình sẽ phối ở trên những cái em áo mà nó basic và nó đơn giản như thế này thôi. Hơi nóng một xíu ấy. Nói chung là tại vì giá rẻ cho nên là chắc phải độ không được xịn cho lắm. Nhưng mà nói chung là vẫn rất là ok. Đường kim mũi chỉ cũng như là form áo các thứ đều rất là ok luôn. Nói chung là với giá thành như thế mà được cái em áo như này thì không có gì phải chê rồi. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có 3-4 size khác nhau cho mọi người chọn nữa nha. Và hai cái món đồ mình mua ở đây thêm phụ kiện cho cái bộ outfit này chính là một cái mũ cũng như là một cái khăn quàng cổ ấy. Cái độ ấm của nó như thế này. Đấy, cái mũ sẽ như thế này. Khá là xinh. Kẹp sâu sâu xuống như này. Đó. Và cái khăn này thì nó sẽ có một cái chỗ hay là có một cái mặt trắng cũng như là một cái mặt đen nha mọi người. Giá 50.000 thì mọi người đã có hai cái khăn khác nhau luôn. Kiểu dạng quàng quay như này này. Đấy, lần trước thì mình cũng đã unboxing cho mọi người một cái kiểu như thế này rồi. Nó sẽ là kiểu quà mà như thế này thì nó sẽ làm cho cái bộ outfit của mọi người nó hay hơn, nó đẹp hơn, thời trang hơn, kiểu thế. Tại vì nó có rất nhiều vải. Và cái phần dây áo của nó lại là còn kiểu co giãn thế. Nó cứ từng này. Và nó sẽ có cho mọi người cái thanh sắt như thế này để mọi người có thể tùy chỉnh cái độ dài ngắn của chiếc váy này. Cái em này thì nó sẽ là điểm nhấn là màu trắng và nó sẽ xếp tầng, cũng như là nó sẽ có cho mọi người một cái lớp ren ren như thế này. Mặc lên ở trong nó sẽ điệu hơn, nó sẽ kiểu bánh bèo hơn một chút. Đấy, nói chung là cái em váy này thì mọi người mặc đi cà phê hoặc đi chơi đi biển các thứ đều rất là ok. Và nếu như mọi người muốn mặc đi học thì cũng được thôi, nhưng mọi người nên khoác bên ngoài những cái em áo cardigan các thứ phối đồ vào thì nó sẽ đẹp hơn nha. Ở bên trong này nó sẽ có 3 cái lớp tầng váy cho mọi người như thế này. Đây, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, lớp bên trong mọi người thấy không? 100.000 mà nó toàn vải thôi, siêu dày luôn. Và để kết hợp vào cái em váy này để cho nó không quá đơn độc ý, thì mình cũng có mua ở đây một cái em túi. Em túi này thì mình cũng không biết là gọi là chất vải gì. Nó sẽ là kiểu dạng hơi hơi xù lông như thế này và nó màu be ấy. Đấy, đeo lên trông nó rất là xinh và cute luôn. Nó cũng sẽ có cho mọi người hai size và đâu đấy cũng tầm khoảng 30-40.000 cái em túi này thôi, khá là xinh. Đây mọi người thấy không? Nó sẽ có mấy cái lông nó xù ra như thế này đấy, sẽ có thêm mấy bông hoa nữa. Nói chung là sờ vào thì nó không hề bị ngứa hay là bị khó chịu, bị khô rát đâu, mà sờ vào trong nó rất là mềm mịn và thoải mái luôn. Ở bên trong thì nó sẽ có cho mọi người thêm một cái ngăn như thế này, một cái ngăn rỗng và một cái ngăn khóa để mọi người có thể để những gì nó quan trọng ở bên ngăn khóa này. Nói chung là khá là ok nhá. Thiết kế các thứ rồi màu sắc chất vải cực kỳ ok luôn, xinh. Anh toàn về sớm thế hả anh? Thực là cái bộ outfit này trông nó khá là kiểu cá tính với thời trang. Mấy quần này thì mình đã nói rồi, chắc vải jean là một cái điểm mạnh của shop này, cho nên là cái gì mà liên quan đến jean thì nó rất là chất lượng và cứng cáp luôn. Mọi người nhìn đi, 100.000 cái em quần này thôi mà đường kim mũi chỉ cũng như là chất lượng jean của nó đều rất là ok. Ở đây thì mình có mua thêm một cái cặp tóc thì mình cài ở đây để cho nó xinh hơn ý. Đó, ở đây mọi người có may gấu rồi các thứ, trông nó rất là tỉ mỉ và nó gọn gàng, nó không thừa thãi bất cứ một cái thứ gì. Kiểu khi mà nhìn vào em quần này thì mình chỉ cảm thấy nó rất là gọn gàng và sạch sẽ, ngăn nắp đi mọi người thấy không? Và cái em quần này cũng sẽ có cho mọi người 4 size khác nhau, từ size S cho đến size XL cho mọi người tha hồ chọn luôn nha. Cái em này thì cái chiều dài quần nó khá là dài để cho mọi người có thể mặc đi học cũng như là đi chơi các thứ năng động thoải mái. Cái em quần này thì mình đảm bảo với mọi người là mọi người mặc lên nó sẽ không quá là ngắn và mặc lên nó không bị phản cảm đâu. Cái em quần này thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 40-41cm nha. Và đặc biệt thêm nữa là nó là quần cảm cao ấy, thì nó sẽ làm cho vòng hai mọi người bé đi và tôn lên vòng hai hơn nha. Kiểu cardigan ren ren rối rối như thế này. Đây, cái em này thì nó sẽ là kiểu dạng mặc để nới hết mấy cái dây này ra và mặc bên trong những cái em áo lót ren màu đen hoặc là áo lót màu đen các thứ ấy, thì trông nó sẽ điệu hơn và nó sẽ sexy hơn. Cái em này sẽ có cho mọi người hai màu nha mọi người, và chỉ có một size duy nhất thôi. Sẽ là kiểu chất vải nó đục đục lỗ lỗ như thế này, mặc lên trông nó hay hơn, nó kiểu sexy hơn một tí. Đấy, nói chung là những cái em áo như thế này thì phù hợp cho những cái bạn nào mà thích cái concept nó cá tính và nó năng động, chứ nếu mà bánh bèo quá thì mặc lên nó không hợp đâu. Có mua ở đây hai cái em áo kiểu dạng hai dây, dáng dài một chút xíu.
Cái em áo này thì mình không quá thích đâu nha. Tại vì mình sờ ở đây thì nó hoàn toàn là cái chất vải xốp xốp, nó cứng cứng, nó không được mềm mại đâu. Nhưng mà được cái ở đây là cái phần dây chung các thứ đều rất là chất lượng, chắc chắn như thế này. Và nó sẽ có điểm nhấn cho mọi người thêm hai cái em dây mọi người buộc ở sau lưng ấy, hoặc là mọi người buộc chéo lên cổ các thứ đều rất là ok. Nó sẽ làm cho cái bộ outfit của mọi người nó có điểm nhấn hơn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái em áo suông dáng dài, không qua mông đâu, nó sẽ chớm chớm mông thôi. Mặc lên mọi người kết hợp với em quần sóc cũng được, hoặc mọi người kết hợp với quần bó các thứ mà lên trông rất là cute, kiểu phong mai que một tí. Nó không quá là điệu đâu nhưng mà nhìn nó sẽ năng động và nó cũng kiểu cute hơn ý. Nhưng mình không nghĩ là cái em áo này nó đẹp như thế luôn ý. Đường kim mũi chỉ cũng như là cái thiết kế của em áo này nó siêu siêu xinh. Mọi thứ của nó đều rất là phù hợp và nó không bị thừa thãi bất cứ một cái gì ý. Ở đây sẽ là một vải ren màu be kết hợp với cả trên một cái nền trắng đen với họa tiết hoa và có một cái nở ở giữa. Thế nó chấm luôn, nó rất là hài hòa mọi người. Và mình thích nhất ở cái em áo này đó chính là ở đằng trước thì nó sẽ là kiểu chéo chéo tam giác đúng không, nhưng mà ở đằng sau thì nó sẽ là một cái khoét sâu xuống dưới hơn. Đây, đúng cái kiểu mình thích luôn. Mình thích kiểu nó khi mà mặc lên thì nó sẽ có một cái độ thoáng ở cái phần này, làm cho cái bộ outfit của mọi người nó đẹp hơn, nó sexy hơn cũng như là nó điệu hơn. Mình rất thích cái kiểu như thế này luôn, xanh vàng vàng xong rồi kết hợp màu hồng nữa, nó quá là xinh luôn, thực sự luôn, xuất sắc. Đây, chính ra mình phối đồ cũng cute phết. Ở đây thì nó sẽ là một cái concept mà nó baby tee một tí, nó cute hộp mê một tí. Từ lấy từ toàn những cái bộ mà nó sexy trưởng thành rồi, cho nên bây giờ mình có sắm ở đây một cái bộ xinh xinh như thế này. Wow. Ok, cái chất vải này cũng khá là mềm mịn và mát nha mọi người, sờ thích phết. Đây, em áo này nó sẽ có mấy màu ý, và nó sẽ có cho mọi người 4 size, từ size S cho đến size XL nha. Cái màu xanh xong kết hợp với màu be, à màu vàng vàng be như này nó quá là đẹp luôn. Trông nó sẽ kiểu kẹo ngọt ý. Và ở đây sẽ có một cái em quần nữa, quần này cũng rẻ thôi, có tầm chưa đến 100.000 luôn ý. Và nó sẽ có cho mọi người 3 màu khác nhau và nó sẽ có 3 size nha. Thì mình đánh giá là hơi ngắn một chút xíu. Thật ra là mình mặc cái quần này thì mình sẽ bị hơi lộ hàng ấy, tại vì mình cao. Còn những các bạn nào mà lùn hơn mình ý, dưới 1m65 thì mặc lên nó sẽ phù hợp hơn nha. Lớp chun cũng như là có cái dây cài như này cho mọi người thoải mái mặc, tận thoải mái luôn. Đó, hình như là đâu đấy tổng khoảng hơn 100.000 một tí xíu cả một set nha mọi người. Cả một set hơn 100.000 một tí xíu thôi. Ở đây thì mình đánh giá là cái phần chất vải sơ mi này thì nó cũng khá là cứng cáp, dày dặn cũng như là cái phần quần áo của nó ấy. Đây, cái phần này thì nó kiểu do cái đường gấp của top thôi, kiểu gấp đóng hàng ấy. Còn nếu như mọi người mua về mọi người lào qua một tí thì nó mặc lên rất là ok. Và cái điểm nhấn của cái em áo này mọi người biết là gì không? Đó chính là nó không có tay. Nó sẽ là kiểu khoét như thế này, nó không hẳn là ba lỗ nha mọi người, nó chỉ là không có tay áo thôi. Nói chung là mặc cái kiểu này lên trông nó cũng khá là đẹp, nó sẽ tôn lên cho mọi người cái phần tay của mọi người. Nói chung là mặc lên trông nó khá là hay. Đây, cái hình ảnh sau khi mình mặc lên đây, mọi người có thể dễ hình dung hơn. Nói chung là nếu như mọi người chán với cái việc sơ mi cộc tay rồi thì mọi người nên chuyển sang cái kiểu như này, mặc lên nó cũng khá là lịch sự, đi làm các thứ đã rất là ok luôn nha. Nó không lộ gì đâu, nó chỉ là mát mẻ hơn một tí xíu thôi. Em quần này thì nó siêu dài, nó sẽ là kiểu một cái em quần sóc ngố, quần lửng ấy, sóc lửng ấy, gọi là nửa cái đùi mọi người rồi, nửa cái đùi nha. Cho nên là nó sẽ rất là phù hợp cho mọi người mặc đi học cũng như là đi làm. Đó, ở đây thì nó cũng chất vải của nó cũng vô cùng mát. Chất vải này thì nó không hề pha ni lông và nó chất lượng hơn cái chất vải sơ mi kia ở đây nha. Và đặc biệt là nó có hai cái túi cho mọi người nữa, mọi người có thể để đồ các thứ linh tinh vào, khá là ok luôn. Đồ như thế hơn 100.000 thì mình chấm điểm 8/10 nha. Áo này mọi người biết mình liên tưởng đến cái gì không? Nàng tiên cá, trông nó rất giống là nàng tiên cá luôn. Cái em áo này thì ở đây thì mình chưa hiểu lắm tại sao là người ta may cái phần dây chun này nó bị ngắn như vậy. Đây, nhìn nó sẽ hơi kiểu bị cộc cỡn ý. Nhưng mà được cái là cái phần đằng trước ngực khá là xinh, bồng bềnh này, họa tiết các thứ đều rất là ok luôn, trông vô cùng sang chảnh luôn ý. Và đây nó sẽ có một cái độ chiết eo nữa, mặc lên nó không bị béo đâu, mặc lên nó sẽ rất là fit người. Nhưng mà mỗi tội là mình không thích cái phần dây chun này, chắc là mình sẽ đi nới dài cái dây ra thì mặc lên nó sẽ đẹp hơn. Seller của cái shop này rồi, thực sự luôn. Thứ nhất là mình sẽ nói về phần chất vải của nó. Chất vải của nó vô cùng mềm mịn và mát. Chất vải hai lớp mà trông nó vẫn rất là mát, sờ vào nó cực kỳ thích luôn đấy mọi người. Đây, bên ngoài sẽ là có một cái lớp van, kiểu van caro nâu như thế này nha mọi người. Đây, sẽ kiểu như này. Và ở bên trong sẽ có cho mọi người một cái lớp đen nữa để tránh bị lộ hàng. Nói chung là cái em váy này, ở cái lý do mà nó được nhiều người mua thì cũng hiểu rồi đấy. Tại vì form váy cũng như là màu sắc cũng như là chất lượng của sản phẩm đều rất là ok, cực kỳ ok luôn. Cái phần bo chun này cũng thế. Và nó sẽ có cho mọi người 4 size, từ size S cho đến size XL nha mọi người. Người phối đồ với những cái em áo hai dây, áo crop top, hoặc là những cái em áo mà nó, nói chung là những cái em áo dáng ngắn nhá, dáng dài thì mặc lên nó không đẹp đâu. Nói chung là những áo dáng ngắn mặc lên nó sẽ đẹp hơn. Ok mọi người, và để mọi người có thể áp voucher thành công ý, thì đầu tiên mọi người lên thanh công cụ tìm kiếm của Shopee, và mọi người tìm cho mình là Lovito
Duolingo P. Ở đấy khi mà mọi tìm kiếm ra thì nó sẽ hiện ra cho mọi người một cái dòng kết quả result đầu tiên khi mà mọi người tìm Lobito Duolingo P ấy, thì nó sẽ hiện ra một ấn vào đấy. Thì nó sẽ có cho mọi người thứ nhất là một cái voucher 20k cho đơn từ 0 đồng nha mọi người. Và cái thứ hai nó sẽ có cũng phải tổng khoảng 3 đến 4 voucher khác nhau. Nhưng mà cái voucher mà nó hời tiếp theo là chính là voucher giảm 99% luôn nha mọi người. Đó, nhưng mà lưu ý là những cái voucher này thì của mình thì nó đều có hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 9 thôi. Cho nên mọi người hãy nhanh tay shopping và mọi người có thể up mã voucher thành công nha. Và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Bye bye.